Bảy loại nước là vua giải độc gan thận. Chào mừng các cô bác đã quay trở lại với kênh Sức khỏe đời sống HIT3. Trong video này, tôi sẽ hé lộ cho các cô bác cách giải độc gan thận, giúp gan thận hồi sinh, càng uống càng trẻ, khỏe đẹp mà chẳng cần tiêu tốn nhiều công sức tiền của đi chạy chữa so với cả trăm triệu tiền thuốc bổ thì đây là loại nước tốt vạn lần và có rất nhiều các cô bác đã tiếc rằng giá như mà mình biết trước thì có phải bệnh sẽ đỡ đi bao nhiêu không? Vậy ngay sau đây, xin mời các cô bác cùng vào nội dung chính nhé. Thứ nhất, uống nước gạo lứt giải độc gan, thận phục hồi. Gạo lứt hay còn gọi là gạo rằn, gạo lật, loại gạo chỉ còn nguyên vỏ cám gạo. Uống nước gạo lứt giải độc gan từ xưa được rất nhiều người truyền tai nhau với công dụng thần kỳ của nó. Theo nghiên cứu thì lớp cám gạo lứt có chứa tinh dầu có tác dụng điều hòa huyết áp, rất tốt cho người bị tim mạch và thanh nhiệt giải độc gan. Đầu tiên, các cô bác hãy nhặt bỏ gạo lứt xấu để ráo. Lưu ý là các cô bác không nên vo gạo lứt trước khi rang để tránh làm mất chất. Sau đó, cô bác bắt chảo lên bếp rồi rang đều gạo lứt với lửa nhỏ. Khi gạo lứt đã chuyển thành màu sẫm hơn và có mùi thơm thì cô bác hãy tắt bếp đi nhé. Tiếp theo, các cô bác cho gạo lứt rang vào nồi rồi thêm nước và đun sôi với lửa nhỏ. Đến khi gạo chín mềm thì tắt bếp nhé. Dùng dây lọc hết phần xác gạo đi. Khi uống, các cô bác có thể cho thêm một chút muối tùy theo sở thích của các cô bác mà chúng ta có thể giảm lượng muối hoặc lượng gạo phù hợp nhé các cô bác. Nước gạo lứt là thức uống vô cùng hữu ích với cô bác nào gần đây hay bị nóng trong, nổi mụn nhọt, thường xuyên sử dụng rượu bia, hút thuốc lá. Đặc biệt, nước gạo lứt có khả năng điều hòa khí áp, giải độc gan ngăn chặn các bệnh về tim mạch. Gạo lứt giúp thanh lọc gan có hồng cầu tròn, huyết thanh trong, máu sạch, giúp lá gan loại bỏ độc tố hiệu quả. Ngoài tác dụng thanh nhiệt, mát gan, gạo lứt còn chứa chất chống oxy hóa, bảo vệ gan, tái tạo tế bào gan bị tổn thương, đồng thời ngăn ngừa sơ gan. Ngoài ra, khi các cô bác kiên trì uống trà gạo lứt thường xuyên, còn làm giảm tình trạng táo bón kinh niên, chống mất nước trong trường hợp tiêu chảy và giúp phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, uống trà gạo lứt còn giúp cơ thể của các cô bác không còn thấy ẻo ải hay mệt mỏi, phiền muộn nữa đó các cô bác. Thứ hai, uống nước đậu đen giúp thanh lọc, mát gan, tăng cường chức năng thận. Theo đông y, đậu đen là một loại hạt chứa nhiều vitamin và muối khoáng, có tác dụng hoạt huyết giải độc, thanh nhiệt, làm sáng mắt. Chỉ cần các cô bác cho một nắm đậu đen ra rổ, nhặt sạch những hạt lép, sâu mọt đi, sau đó đem đi rửa sạch rồi cho đậu đen vào nồi, đổ nước sôi vào đun trong khoảng 10 phút, thì để lửa nhỏ cho đến khi hạt đậu đen chín mềm thì tắt bếp. Và các cô bác có thể lọc bã hoặc uống cả nước và hạt đều rất tốt. Trong đậu đen có chứa rất nhiều vitamin và muối khoáng, cung cấp lượng chất cần thiết cho cơ thể, nên đậu đen được coi là thuốc bổ chữa nhiều bệnh hiệu quả, đặc biệt là tốt cho người gan yếu thận hư, đau đầu, hoa mắt. Uống nước đậu đen hàng ngày sẽ hỗ trợ làm mát gan, giải độc, cải thiện chức năng của thận và rất tốt cho sức khỏe. Thứ ba, uống nước dâu ngô giúp bổ thận mát gan. Đông y đã ghi chép lại rằng dâu ngô có vị ngọt, tính bình, có tác dụng lợi tiểu, hạ huyết áp, hạ đường huyết, cầm máu và lợi mật. Để làm nước dâu ngô này, các cô bác cần chuẩn bị 2 lít nước và rửa sạch một nắm dâu ngô và để ráo nước. Sau đó, các cô bác đun sôi nước và đổ dâu ngô vào, đun nhỏ lửa trong khoảng 20 phút rồi các cô bác thêm một thìa đường phèn vào khuấy cho tan rồi tắt bếp, rồi dùng dây lọc bác và chắt lấy nước uống. Mỗi ngày các cô bác dùng hai lần, mỗi lần các cô bác uống một cốc và các cô bác nhớ mình nên dùng trước bữa cơm từ 3 đến 4 giờ nhé. Từ lâu, dâu ngô đã được dùng làm thuốc thông mật, điều trị vàng da phù nề, viêm gan, viêm túi mật, sỏi túi mật, làm thuốc lợi tiểu trị bệnh về tim, đau thận, tê thấp, sỏi thận và tăng huyết áp. Các dưỡng chất có trong râu ngô còn có tác dụng đào thải độc tố rất tốt. Nó còn là vị thuốc thông mật lợi tiểu an toàn nhất nên dùng trong rất nhiều bệnh. Cô bác nào bị thận yếu nên uống hàng ngày thay nước lọc. Thứ tư, uống nước rau má. Từ xưa tới nay, rau má thường được dùng để làm món ăn hay thức uống giải khát vì rau má có tính mát nên nó có thể giúp giải độc gan vô cùng hiệu quả mà an toàn cho cơ thể. Chỉ cần các cô bác đem một nắm rau má rửa sạch rồi sau đó ngâm nước muối loãng, rồi cho vào máy xay sinh tố cùng với một chút nước, lọc lấy nước và bỏ bã, pha thêm chút đường nếu các cô bác thích. Chú ý là các cô bác không nên uống quá nhiều nước rau má trong thời gian dài bởi vì nó có thể gây ảnh hưởng đến tế bào máu, tế bào gan, thận. Vì vậy, các cô bác chỉ nên uống 2 đến 3 ly nước rau má trong tuần và không nên uống liên tục trong một tháng. Theo y học cổ truyền, rau má có tính mát, vị hơi đắng, không độc nên có tác dụng làm mát cơ thể, giải độc, lợi tiểu, chống viêm, hỗ trợ phòng chống các bệnh cho các cô bác như tim mạch, ngứa, rôm sảy, thanh nhiệt, mụn nhọt, bệnh máu cam, sốt. Đặc biệt, nước rau má là một thức uống có tác dụng rất tốt cho gan, lợi cho thận, chống viêm hiệu quả cho các cô bác đấy ạ. À. Thứ năm, uống nước chanh giúp thanh lọc cơ thể. Đây là một loại quả rất giàu vitamin C, có tác dụng tăng sức đề kháng cho các cô bác hỗ trợ làm sạch các tế bào mỡ bám vào thanh mạch máu làm sạch gan bên cạnh đó chanh tươi còn có khả năng giúp các cô bác ngăn ngừa tích tụ chất khoáng trong thận tạo thành sỏi thận để chuẩn bị một ly nước chanh các cô bác chỉ cần một quả chanh tươi và một cốc nước ấm và một muỗng mật ong vắt chanh vào ly nước bỏ hạt rồi cho mật ong vào khuấy đều mỗi ngày các cô bác dùng một ly vào mỗi buổi sáng sớm tuy nhiên nếu các bác đang bị đau dạ dày nên uống nước chanh sau khi ăn Nước chanh là loại đồ uống quen thuộc giàu vitamin C. Đây là một chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể, loại bỏ sỏi thận, giúp thanh lọc cơ thể, bổ thận, mát gan nhờ tác dụng của chúng chuyển hóa những chất độc hại thành dạng dễ tan trong nước, từ đó giúp cho gan giảm áp lực khi thực hiện thải độc. Thứ sáu, nước trà xanh. Từ xa xưa, ông cha ta đã biết đến trà xanh như một thức uống giúp bổ thận, mát gan, giải độc, thanh nhiệt tự nhiên trong trà xanh có chứa hàm lượng rất lớn chất chống oxy hóa, giúp cơ thể giải trừ mệt mỏi, căng thẳng, làm mát da, thải độc tố ra bên ngoài cơ thể và làm làn da tươi sáng hơn. Các cô bác dùng lá trà xanh mua về, rửa sạch và để ráo nước. Sau đó, vò lá trà xanh để khi pha chế tăng thêm hương vị, rồi cho trà xanh vào bình ấm hoặc tích, chế thêm nước sôi và bỏ nước tráng trà đi. Tiếp theo, các cô bác lại cho thêm một ít nước sôi vào trà để khoảng 3 đến 5 phút là chúng ta có thể thưởng thức được rồi. Nếu mỗi ngày các cô bác uống từ 4 đến 5 cốc trà xanh có thể giúp các cô bác phòng ngừa được những bệnh như nóng gan, sơ gan, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao hay sơ vữa động mạch. Thứ bảy, nước ép củ cải đường. Đây là một loại củ rất giàu vitamin, lại còn chứa rất nhiều hàm lượng chất protein thô, chất xơ phong phú. Vì vậy mà nước ép củ cải đường là loại đồ uống có tác dụng bổ thận và cải thiện chức năng gan rất tốt, bởi chúng có thể loại bỏ các gốc tự do và axit trong nước tiểu bằng các chất oxy hóa, tốt cho huyết áp, giảm viêm nhiễm, thải độc trong nước tiểu, bổ thận và chống ung thư rất hiệu quả. Quý cô bác thân mến, trên đây là những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các cô bác cải thiện sức khỏe của bản thân mình phần nào. Hy vọng với những bí quyết này, các cô bác có thể nâng cao sức khỏe tại nhà nhanh chóng. Nếu yêu thích các thông tin này, các bác đừng ngại nhấn like và đăng ký kênh ngay hôm nay để nhận thông báo khi ekip chúng tôi ra thêm nhiều video bổ ích khác nữa nhé.